Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi là Giang Saito và đây là video cùng chơi game Pokemon Legend Arceus. Ở video trước thì tôi đã đánh bại được con Hisuian Arcanine để mà lấy cái Fire Play. Thì đáng lẽ ở nhiệm vụ này là tôi sẽ phải quay về cái trụ sở chính của cái hiệp hội để mà báo cáo. Nhưng mà trước khi làm chuyện đó thì tôi muốn cho anh em thấy một cái này. Đó là tôi đã có được một cái item gọi là Black Aurora. Đó, cái item này thì để dùng cho tiến hóa con Cider. Nếu anh em thắc mắc là tôi tìm được cái này ở đâu thì anh em cứ việc đánh thật là nhiều các con Rappler, cái con mà chiêu đu tiến hóa lên á, con mà hệ đá và đất mà ở đội hình trước tôi dùng á, đó các anh em đi tìm cái chỗ nào mà có mấy con đó. Đánh thật nhiều, đánh nha chứ không phải bắt nha, đấu với nó và đánh bại nó thật nhiều thì sẽ có tỷ lệ rớt ra cái Black Augurai này. Tôi may mắn thì tôi đánh rớt được và tôi sẽ sử dụng luôn cho con Cider để mà nó tiến hóa. Đó, do it. Ok. Không phải tiến hóa thành Kizer đâu nha anh em. Đó. Cider tiến hóa thành Glaver. Quá dữ dằn luôn. Chắc lại thông tin chút. Đó là bây giờ nó không còn hệ bay nữa mà là nó là hệ côn trùng và đá. Ok, vậy là cái bộ hệ của nó đã thay đổi rồi. Tôi check xem là có kêu nào không. Có tiêu rock này. Có stone axe. Stone axe 65 sát thương vật lý, 90 chính xác. Level 2 this attack continue the target. Cái này là có thể dùng để mà đánh nhiều lượt á, là đánh xong rồi lượt sau nó vẫn dùng tiếp chiêu này, có thể đánh nhiều lượt. Steel Rock 40 sát thương, 100 chính xác. Chiêu này thì yếu hơn, mình sẽ lấy cái Stone Axe. Accessor giữ nè, Air Slash giữ nè, Sword Dance giữ nè, bỏ quick attack đi. Đó. Chắc là ổn nha. Hy vọng là ổn. Này, từ từ coi lại cái tốc độ cái đã. Vì nó đổi hệ rồi tôi nghĩ chắc nó chậm á. Tốc độ. Tốc độ vẫn cao anh em. Tốc độ nó vẫn cao nha chứ không có chậm. 123 là cũng tạm ổn đó. Nhưng mà tôi nghĩ là không cao bằng con Cider đâu. Tại vì giờ nó mang hệ đá rồi thì nó sẽ chậm đi một chút. Nhưng mà với chỉ số này thì vẫn ok. Rồi, bên cạnh đó thì trong nhìn lại đội hình thì anh em cũng sẽ thấy một sự thay đổi nhỏ nữa. Đó là con Rappler của tôi đã thay ra rồi. Vì bây giờ con này, con Clever đã có đá rồi, tôi không cần đá nữa. Tôi đã thay nó bằng con gấu Tetiusa. Tôi rất là ít khi sử dụng hệ thường. Nói thật với anh em luôn là từ trước tới giờ chơi Pokemon tôi rất là ít sử dụng Pokemon thuần hệ thường. Nhưng mà lần này tôi thử ngoại lệ một lần. Đó là tôi sẽ dùng Pokemon hệ thường trong đội hình. Ok, đầu tiên là tôi sẽ mở rộng rương cái đã. Trời, bây giờ 7000 luôn rồi. Mở rộng cái túi đeo ấy, để mà khi mà mình đi làm nhiệm vụ thì mình có thể chứa được nhiều đồ hơn. Rồi, đủ rồi. Ăn mắc quá, vậy ăn lần 7000 rồi tăng lên 8000. Ok, bây giờ chúng ta sẽ báo cáo nhiệm vụ là chúng ta đánh bại được con Arcanine rồi. Đi lên gặp Sohun. Nhìn cái ông này y như Sohun. Cho anh em nào chưa biết Sohun là cái gì thì chính là người đứng đầu của các lãnh chúa của Nhật Bản ngày xưa. Tức là mỗi vùng sẽ có một lãnh chúa ngự trị. Còn Sohun là cái người mà đứng đầu hết tất cả các lãnh chúa đó luôn. Theo sự tìm hiểu và biết và cái tìm tòi học hỏi của tôi thì tôi hiểu là như vậy. Nếu mà tôi có nói sai thì anh em comment phía dưới cho tôi biết nha. Đó, xong cái nhiệm vụ Lostland Island. Đây, cứ mỗi lần xong một nhiệm vụ chính thì mình sẽ được mời đi ăn. Mà ăn đúng một món thôi. Không biết ngán là gì hay sao á. Akari. Vậy là hiện tại là tôi có tổng cộng là 5 cái play rồi.
Ai đây? Ồ, mặc đồ. Mặc đồ nhìn mà nửa giống cảnh sát mà nửa giống ăn mày. Rách rưới tè le vậy ông? Electrop Lord of Hollow, tức là bây giờ là tôi sẽ phải đi đánh với lại con Electrop Lord of Hollow. À, hệ điện hả? Chết rồi, không có con nào hệ đất hết. Có một con hệ đất là con Rappler, nhưng mà tôi đã đổi nó ra rồi, tôi lấy con gấu vô rồi, cho nên là bây giờ đội hình của tôi là không còn một con nào hệ đất cả. Hơi bị căng đi nho. Melly. Là tiếp theo là mình sẽ lấy cái play hệ điện. Chắc chắn rồi. Sure. Now go. Ok, let's go. À, từ từ. Đại ca này có vẻ máu chiến quá, cho nên là tôi mua thêm ít đồ đi. Ủa, what the hell. À, mấy cái item này á, thì chế ra cũng được, nhưng mà tôi sắp cạn nguyên liệu rồi, cho nên là mua luôn đi. À, 400 hả? Mua 10 bình. Mua cả 5 cái rồi, đủ rồi. Ok, thì chắc là đấu với anh bạn nãy gì. Để sẵn con EV ở đây luôn. Trời ơi là trời. Nếu mà anh đã muốn chiến thì tôi sẽ chiến với anh. Tôi cho con hệ lửa lên trước, tôi khạc anh cái. Ồ, phải đấu hả? Come on. Nhìn cho kỹ nhé. À đúng rồi, đấu mà. What the hell, sao lại con này? No 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 no. Oh man, quên đổi rồi. À từ từ, hồi sinh cho nó để nó hưởng điểm. Mấy khứa này tôi xử lẹ thôi. Hồi sinh cho nó để nó hưởng điểm đã. Khai mai. Ok ok, khai mai. Làm Will. Không bên luôn. Baby đâu dài. Ui da, đau quá. Baby đâu dài. Hỏi sạn lần hai con rồi cha. Lem tháo á. Lên đường. Xong. Chấp hai nguồn. Ok. Gì đây? Cái ông Adaman hồi nãy là kêu con bé kia, bé tóc xanh quên tên rồi, mất tiêu rồi. Kêu là hãy nhìn cho thật kỹ nha, cuối cuộc thua mình. À, có quê quá ông cha.
Ok, à, ở đây có một cái nhiệm vụ phụ nè, nhận nhiệm vụ trước đi, làm sau cũng được. Oh man. Ủa hình như nhiệm vụ này là tôi đủ điều kiện luôn hay sao ạ? À? Hình như đủ điều kiện luôn rồi á, à, vừa nhận vừa trả luôn hả? Tôi chưa kịp coi gì cái nhiệm vụ này là làm cái gì nữa. À. Rồi xong luôn rồi má. What? 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 Liên Khiên. Oh. 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 Cái này là để tiến hóa cho Holster. What? Ô vô tình luôn. Oh come on Gengar. Gengar. Không cần phải không cần phải trade, vẫn có Gengar xài quá là ngon. Ok, quay lại nhiệm vụ chính. Video này hên vãi anh em, vừa có Clever mà vừa có Gengar. Từ từ. Đổi Pokemon trước cái đã cho nó chắc ăn, hóa bắt đánh nữa tung con gấu ra chết nữa giờ. À, Ego biết là you know, à, tức là Ego rất là có vẻ thích thích cậu, cậu biết không? What the hell? À, ok, quay về nói chuyện với lại Coronet. À, bắt nó qua nói lại hoài vậy trời. Gì đây? Nhiệm vụ số 59. À, bắt con Pokemon. À, con Miss Reverse. Con đó nó đâu trời ai biết. Tờ sell cái đã. Tiến hóa được hai con rồi, sắp hoàn thành đội hình rồi, phải sell thôi. Sell. À, sắp hoàn thành đội hình rồi đó anh em. Chỉ cần con gấu của tôi tiến hóa nữa thôi là coi như đội hình hoàn thành. Alright. Tới đây hả? Nhầm. Ok. Make your way up to the mountain with Ingo. Ok, từ từ. Cho con này. Ui, ui, no, no. Hên quá, nó chậm mình đi trước. Hên. Nè, cái con Rappler này nè, anh em đánh nhiều vô thì sẽ có cơ hội rớt ra cái cục đá để mà tiến hóa cho Sky Sider á. Và đánh con này nè, anh em nhớ nha, kiếm chỗ nào mà nhiều á. Kiếm chỗ nào mà nhiều con đó. Đó, rớt nữa nè, Black Agurai. Ở sao tôi hên vậy? Giờ
lúc mà cần á thì đánh nó không ra, lúc mà tôi tiến hóa xong rồi đánh nó ra liên tục. Vãi đạn. Ê. À con này hả? Con này có rồi. Khỏi bắt đi thầy. Nên bắt không ta? Thôi bắt đi. Bắt một vài con đi. Con này tiến hóa cấp 2 chắc khó bắt à. Cho nó ăn một trái gì đó. Nhử nó. Nhử nó. Này thì ăn, này thì ăn. Này thì ăn. Ui trời, ăn rồi mà vẫn không dính là sao? Cái Pokebo này bây giờ khó bắt rồi anh em. Hồi kỳ đầu xài cái Pokebo này bắt cỡ nào không dính á, bây giờ tụi nó mạnh hết rồi, bắt khó dính rồi. Thấy không? Thôi chuồn. Chuồn thôi, chuồn thôi, từ từ bắt tụi bay sau. Từ từ bắt tụi bay sau. Oh. Cấp mấy? 19 hả? Hốt. Hốt luôn khỏi đổi. Play round. Oh man. Ta đát hả? À, the electrop no add lock up the hello. Ok, là con electrop nó đang ở trong này. Gì đây? Come on. Đừng nói đấu với lại con bé mèo ly này nha. Ryan, you should do add on favor and land back to the village do. À, con bé này có vẻ coi thường mình nhỉ. Ok. Ông này hỏi là mình có muốn tiếp tục không? Chơi luôn. Mặc dù tôi không còn Pokemon nào hệ đất ở trong đội hình nữa thì chắc đánh với con này là hai mệt á. Về sao người ổng sáng sáng vậy? Ok. Sao người sáng sáng vậy? Lỗi phần mềm à. Lỗi đồ họa. Come on man, tôi chơi bằng máy Switch đấy man. À đây, trong này thì rất có rất là nhiều đường và ông này ông sẽ dẫn mình đi ha. Đi theo ổng đi chắc ăn. Mà có điều là đi bộ chứ không được chạy chậm quá. Crobat. Ổng kêu là nên tránh nó ra vì nó đang là con đầu đàn. Con đầu đàn nó chắn đường bên kia cho nên là mình phải đổi qua hướng bên này. Đi chậm quá.
Ok. Rồi được đi rồi. Come on, cuối cùng finally. Bên kia có con Gold Bat. Bắt đi. Giờ tôi còn rất là nhiều những cái quả Heavy Ball này nè, nhưng mà mấy cái quả Heavy Ball này á là phải đến cực kỳ gần luôn, phải tiếp cận Pokemon cực kỳ gần luôn mới bắt được. Thấy không? Tôi đến gần tới như vậy vậy đó. Trời. Come on. Vãi cả Heavy Ball. Nhưng mà quyết dí tới cùng hả? Mày đâu? Ôi ôi ôi, nó quyết dí tới cùng mà anh em. Quyết dí tới cùng hả? 40 hả? Ghê vậy. 40. Oh. What? Ghi bồ. Tôi mới thấy ghi bồ. Oh. Cục cưng à. Đừng quay lại nha bà. Ui. Come on man. Hai mốt. Ghi bồ. À, lấy 28 đánh. Tôi nghĩ là con ghi bồ này nó sẽ phù hợp với đội hình của tôi hơn là con gấu này nha. À, slap. No. Come on. Mà thôi tôi nhớ rồi, trong cái hang này có ghi bồ thì nên xài không ta? Tại vì Gible thì trong bản Latinum thì tôi cũng đã dùng rồi ấy. Nhớ thì nhớ vị trí đó, có gì quay lại. Mà sao cái con hệ điện nó lại nằm trong cái hang này ta? Đáng lẽ nó phải nằm trong cái hang nào đó có hệ điện mới đúng chứ. Khứa Gold Bat này. Còn 6 cái Rainbow nè. Come on, lộn. Sao mày lại nhìn hướng này? Đi hướng khác đi. À, chưa chết. Lên đường. Tới nơi chưa? Bấm máu cái.
Bảo đi đâu nữa vậy trời. À đây có Gondak. Hey Krakrot. Hey Krakrot. Ê đừng có nhìn hướng này. Tôi sẽ hốt con Hey Krakrot. Hey Krakrot. Nhiều đây đủ gần chưa? Nhiều đây đủ gần chưa? Nhiều đây đủ gần chưa? Cho nó ăn. Ăn đây. Nhiều đây đủ gần chưa? Nhiều đây đủ gần chưa? He 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 he. 38 luôn. Ủa, con nào phát hiện tôi vậy? Oh man. Barak. Lên đường. À, tuy không bắt được Gibble nhưng mà có hai Krakrot thì cũng ổn đấy. Orange Berry. Toàn mấy con cũ không? Ôi lại là Heckrakrot này. Từ từ để tôi hốt con này cái đã. Con này bắt được. Mình bắt con nào chưa ta? Barasek nè. Lên đường. Này gì đây? À, Rid Dead hả? Rid Dead lấy đi. À, bỏ cái này. Bỏ cái này. Cái này chỉ ném cho nó choáng thôi. À. Dụ nó ăn gần gần đây nè. Ăn nè. Ăn này hay rắc rạch. Ui, khắp. Cho Gengar đánh luôn. 37 hả em? Venusaur. Venusaur. Đừng nhúng chúng độc nha. Ok. Lấy cái Heavy Ball này bắt. Heavy Ball còn quá trời luôn. Ok, rồi. À, ở video sau thì tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi tìm con Electrode. À, để mà lấy cái play hệ điện. À, video này cũng sẽ ngắn gọn và ngừng lại ở đây thôi. Vì tôi đã đạt được mục đích chính của tôi, đó là đội hình của tôi có Clever và Gengar. Đó, hai con này là hai con mà tôi sẽ cho nó là nội dung chính trong video này. Và nó cũng sẽ ngừng lại ở đây. Nếu anh em thấy video này hay thì hãy để lại một like, hãy chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên nhấn nút đăng ký ở phía bên dưới để cùng đồng hành với tôi trong các video sau nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.